Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình và mình là Kiều Trinh. Ngày hôm nay thì mình có một video stress sound mà mình không quay intro như mọi khi nữa mà mình vào thẳng luôn là dòng sound ngày hôm nay mình stress là dòng sound Clay của nhà Focalu. Cái dòng này thì thực ra ngày trước mình đã có một video rồi nhưng mà đó là cái phiên bản cũ. Còn gần đây thì hãng mới cho ra cái phiên bản mới. Và khi mà mình stress sound nhà Focalu thì mình nhận thấy là được mọi người quan tâm khá là nhiều và view nó ổn. Vậy nên là mình quyết định sẽ thử thêm nhiều dòng sound của Focalu nữa nên là mọi người hãy chờ đón nha. Và cái bản này ấy, thì mình có 6 màu ở đây và đều là những màu mới và rất là đẹp. Đây là hai màu mà mình mix vào ấy, được ra được màu rất là xinh. Và cái vỏ ở ngoài của nó ấy, thì cũng khá là giống cái bản cũ kia. Đấy, bản cũ mình đã từng swatch cho mọi người rồi. Và bây giờ thì nó sẽ có thêm cái bản mới này, nó sẽ sao ta? Nó khác theo kiểu là nó nhiều chữ hơn ý. Chứ mình không thấy khác biệt quá nhiều gì đâu. Khác biệt nhiều nhất đó chính là về phần chất son. Vậy nên là hôm nay thì mình sẽ review kỹ 6 màu son này với cả review cái chất son mới này cho mọi người luôn. Và mình cảm thấy là nó như là được cải tiến giữa dòng clay cũ cộng với cái dòng mà super matte. Mình không nhớ nhầm cái dòng super gì ấy. Đấy thì hai cái chất son này được hòa quyện với nhau thì tạo nên cái chất son mới này của dòng clay. Vậy nên là bây giờ thì mình sẽ không nói nhiều nữa đâu. Chúng ta hãy cùng vào video thôi nhá. Đầu tiên là màu son 004. Đây là tông màu cam gạch có ánh vàng. Tông màu này thì không quá khó dùng do có sắc đỏ, nhưng mà cũng sẽ hơi xỉn men răng một chút nên là mọi người chú ý nha. Về chất son bạn clay này của nhà Focalu thì đợt này có phần thay đổi lớn so với chất son cũ. Chất son thì thiên về velvetin hơn này, cực nhiều dưỡng và màu lên đậm chuẩn, mướt mịn. Dù cho môi mình có khô đi chăng nữa thì vẫn sẽ nhận lại được một lớp son vô cùng xinh trên môi. Điểm cộng lớn hơn nữa so với chất son cũ là bạn này không có những cái hạt bột mịn li ti ấy. Cảm giác trên môi vô cùng là dễ chịu, bạn môi lại thoải mái luôn. Và bạn này thì mình có test cả một ngày dài, sử dụng thì không thấy là vấn đề gì cả. Môi không bị khô và đứt nẻ này. Tầm 1 tiếng sau khi lớp dưỡng bay đi thì lớp son trên môi mình sẽ có cái lớp finish nó lì hơn, mịn hơn nhưng mà vẫn có một độ ẩm nhất định trên môi. 205 thì là tông màu đỏ đất tôn da và trắng răng cực kỳ, siêu xinh và nổi bật, đánh lên là sáng liền cả gương mặt ý. Tông da nào thì cũng dùng được và không make up thì dùng vẫn rất là xinh. Bạn này thì có độ bám màu ở mức trung bình, khoảng 5 đến 7 tiếng tùy lớp son và môi trường sinh hoạt, lem ra đồ vật kha khá, ăn nhẹ thì sẽ trôi không đáng kể, còn ăn một bữa lớn thì gần như sẽ trôi hết sạch và không để lại lớp màu stem nha. Hai 206 thì là tông màu cam đất có xíu ánh đỏ. Mình thì thích tông màu son cam kiểu này hơn là màu 004. Để làm lớp base ở dưới cũng khá là xinh, hơi xỉn men răng một chút nha mọi người. Về mùi hương thì bạn này có mùi cực kỳ quen. Mình không nhớ nhưng mà chú mình ấy thì bảo là đây giống mùi nước lau nhà vị cam. Nó vừa thơm mà nó lại vừa không thơm ấy, kiểu hơi hóa chất một chút. Mùi cũng khá là rõ nữa nên là mọi người lưu ý nha. She doesn't know that your favorite place is still mine. Now I take the 208 thì là tông màu đỏ rượu, tuyệt đẹp trong mùa lễ hội cuối năm. Phải nói là siêu cấp quyến rũ và sexy. Đây thì là tông màu mà mình luôn nghĩ đến nếu mà cần gợi ý cho ai đó tham gia vào các buổi tiệc này, nhất là tiệc ban đêm nha. Về giá của thỏi son thì đâu đó rơi khoảng tầm chắc chắn là dưới 100.000 rồi. Thì mình nghĩ đây là một thỏi son khá đáng đồng tiền bát gạo mà mọi người có thể sử dụng, mua để sưu tập được nhiều màu son khác nhau hơn. Và kiểu cái trong cả một bảng son ấy thì mình thấy là màu nào cũng rất là dễ dùng. Nói chung là bảng son chung thì mình gần như là mình chưa bao giờ thất vọng cả. Hai 209 như là tông màu đỏ đất thiên về tông ấm, không được tôn da như là 205 nhưng mà vẫn là một tông màu dễ dùng này và có thể dùng hàng ngày thoải mái, hợp với nhiều make up look khác nhau nữa. Think
Và cuối cùng 303 thì là tông màu đỏ nâu trầm cực kỳ là cá tính. Tông màu này thì cũng khá hợp với Lâm Minh. Đánh lên thì thấy da mình sáng hơn hẳn, hoặc là do tóc mình sáng nữa. Tông màu này thì vô cùng là cá tính nên sẽ hợp với những gương mặt có make up nha. Và vậy là vừa rồi mình đã soát xong chất son mới dòng Clay của nhà Focalu rồi, và hy vọng đã giúp ích được cho mọi người tìm ra được một thỏi son khá là ổn, nếu không muốn nói là quá tốt đi. Và link mua sản phẩm thì mình sẽ để dưới phần mô tả cho mọi người tham khảo nha. Cảm ơn mọi người đã xem đến hết video. Giờ thì bye bye và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Bye bye. Sometimes.